Mô, lên đây con. Lên đây nè, lên đây mẹ cho uống nè. Lên, đi lên. Trời, thấy thương không cả nhà? Em đi một vòng vậy đó, em ăn xong rồi em chạy đi một vòng á. Giờ mẹ kêu cái em chạy lên nữa nè. Trang xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Trang mời cả nhà cùng vào bếp làm chung với Trang cái món bánh khoai mì nướng. Ở đây thì Trang mua khoai mì đông lạnh, đã có 1kg khoai mì đông lạnh. Là 1kg này là nó đã mài sẵn rồi á cả nhà. Đây Trang lại chuẩn bị thêm là 200ml sữa tươi không đường và một lon nước cốt dừa 165ml, cộng thêm là 10g bột năng. Mình có một ít vani, rồi tí xíu muối và là 150g đường. Thì khoai mì này Trang đã vắt hết rồi, Trang lấy cái nước Trang lọc, Trang lấy cái nước, Trang lấy lại cái tinh bột này để tí nữa mình pha chung vô cho nó dẻo cả nhà. Trang phải cho thêm là 10g bột năng vô để mình ăn cái bánh khoai mì nó vừa thơm mà nó có độ dẻo nó ngon cả nhà. Còn những các bạn nào mà được mua khoai mì cũ á, khoai mì tươi mà là nó dẻo nó ngon á, thì mình không cần phải cho thêm bột năng nữa cả nhà. Trang mời cả nhà hôm nay cùng vào bếp làm chung với Trang cái món bánh khoai mì nha. Nếu cả nhà yêu mến kênh Thùy Trang GB làm món bánh khoai mì này ngon, cho Trang xin một like, một lượt chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh để Trang có động lực Trang chia sẻ nhiều món ngon ở Việt Nam mình cũng như là những món ăn ở Nhật cho cả nhà mình cùng làm với Trang để mình thưởng thức. Đầu tiên thì bây giờ mình sẽ cho cái phần 10g bột năng này vào để mình nhồi nó cho nó đều hòa quyện. Đây là tí xíu muối. Rồi tinh bột mình dắt mình lấy nước á cả nhà, bây giờ mình cũng cho nó vô luôn. Kế đến mình sẽ cho đường vào, trộn cho cái bột này là nó đều với nhau đi cả nhà. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần sữa tươi này vào luôn cả nhà ơi. 200ml sữa tươi cộng thêm với lại 165ml nước cốt dừa cả nhà. Nước cốt dừa này cho nó tăng thêm cái độ béo cho nó ngon đó cả nhà. Rồi vài giọt vani cả nhà, sẽ trộn cho đều, thật là đều lên, trộn cho nó đều, nó hòa quyện với nhau, đường với lại tinh bột năng nè, cũng như là vanilla nè, rồi nước cốt dừa, sữa tươi. Món này rất là dễ làm luôn đó cả nhà, mà ăn rất là ngon luôn. Đây là cái món tuổi thơ của Trang đó. Biết bao nhiêu lâu rồi, mấy chục năm rồi. Ngày xưa mẹ Trang ở nhà có trồng khoai mì á, thì mẹ hay làm cái món bánh khoai mì nướng này lắm. Bánh khoai mì nướng nè, bánh tằm nè, bánh tằm khoai mì, rồi chè khoai mì. Ngày xưa thì được những món ăn này là quý lắm luôn á cả nhà. Giờ Trang nhớ lại những món ăn tuổi thơ của Trang ngày xưa. Đây là bây giờ Trang có cái khuôn không dính nè cả nhà. Thì cái khuôn này Trang sẽ cho trét một tí xíu dầu ăn vào để ăn tí nữa mình nướng á, thì mình lấy ra cho nó dễ á cả nhà. Trang sẽ để một cái lớp giấy nước bánh ở dưới nè. Rồi mình trét xung quanh ở đây cái vành một ít dầu ăn để cho tí nữa mình lấy ra nó rất là dễ luôn cả nhà, nó tróc hết luôn, nó vàng mà nó tróc là mình dễ lấy lắm. Rồi thì khoai mì mình đã trộn nó đều hòa quyện với nhau rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ cho vào cái khuôn. Cho vào cái khuôn rồi cái là mình để nhiệt độ mình nướng. Cái khuôn bánh này của Trang thì cái lồng kính nó hơi to cả nhà. Thì mình nướng như vậy thì cái bánh của nó mỏng, nó hơi mỏng tí xíu thì nó vàng đều nó ngon. Thì những cái khuôn mà nó nhỏ thì cái độ cao, cái bánh nó cao lên đó, mình nướng nó không nó vàng, mà nó vàng ở ngoài á, rồi bên trong thì nó không đều, nó không được ngon cả nhà. Nên Trang chọn là lấy cái khuôn này nè, cái khuôn lớn lớn tí xíu nhưng mà cái bánh nó hơi mỏng mỏng mà nó rất là vàng, nó giòn. Trong lúc pha bột mình chờ thì mình phải bật cái lò này để cho nó nóng, nhiệt độ để cho nó nóng cả nhà. Thì Trang bật với lại là hai lửa nè, rồi Trang để cái với lấy cái nhiệt độ là 250.
Lò mình đã chuẩn bị nó nóng rồi cả nhà, thì bây giờ mình cho một cái lớp giấy giấy nướng bánh đó, mình che ở trên đây để cho cái mặt bánh nó đừng có bị khô quá cả nhà. Mình nướng như vậy thì nó không có bị khô. Khi nào mà mình nướng mà mình thấy nó sắp vừa chuẩn bị là chín rồi á, thì mình dỡ cái mặt giấy này ra để cho nó vàng. Lò nướng thì bây giờ đã đủ nhiệt độ rồi, đang cho nó vào luôn. Khoai mì á, bây giờ đang nghĩ là nó sẽ được rồi đó cả nhà ơi. Nó sẽ vàng được một chút đỉnh thôi nè. Cả nhà xem trên mặt của nó vàng được chút đỉnh thôi nè. Thì bây giờ ta sẽ tháo cái lớp giấy này ra. Đang tháo cái lớp giấy này ra để cho nó vàng tự nhiên, nó giòn á. Wow, cả nhà xem coi nè. Cái bánh ngon ghê không? Rồi mình tiếp tục mình cho vào lò mình nướng tiếp nữa nha cả nhà. Hôm nay Trang chia sẻ hai công thức làm, đây là một cái thêm một cái món nữa, đó là cái món chèo khoai môn. Thì khoai môn Trang mua về Trang đã luộc rồi, Trang bóc vỏ một ký khoai môn, Trang đã luộc bóc vỏ. Ở đây thì mình có 200g đường nè, với lại khoảng nửa chén nếp cả nhà, thêm một ít vanilla và một lon nước cốt dừa 165g để tí xíu nữa mình làm nước cốt. Thì tại vì thay vì mình nấu cái chè này mình cho lá dứa mình nấu thì nó thơm, nó ngon hơn, nhưng tại vì bên đây Trang không có lá dứa nên Trang sử dụng vanilla để cho nó tăng thêm cái độ thơm của cái nồi chè cho nó ngon cả nhà. Hôm nay Trang chia sẻ hai món, đó là một cái món bánh khoai mì nướng và một cái món chè khoai môn. Thì hai món này là hai cái món tuổi thơ của Trang mà Trang thích nhất luôn, Trang thích ăn nhất luôn á. Hôm nay Trang chia sẻ cho cả nhà. Bây giờ vào bếp làm với Trang tiếp tục một cái món chè khoai môn. Thì bây giờ nếp này nè, mình đi rửa cho nó sạch, nấu cho nó nhừ ra. Rồi tiếp kế đến nữa thì mình sẽ cắt khoai môn làm đôi, làm ba ra. Rồi tí nữa mình sẽ cho vào cả nhà. Cái món này thì rất là dễ làm luôn, Trang nghĩ thì bạn nào cũng có thể làm được với cái món này hết. Mời cả nhà vào bếp làm với Trang nha. Cái nồi nước bây giờ nó đã sôi sùng sục, nếp thì Trang đã rửa sạch. Bây giờ Trang sẽ cho vào để Trang nấu cho nó nhừ. Bây giờ thì một bên Trang sẽ nấu chè nè, còn một bên đây thì thắng nước cốt dừa nè cả nhà. Mình là thắng nước cốt dừa cho kẹo kẹo sệt sệt này nè, rồi mình cho vào trong chè mình ăn nó mới ngon cả nhà. Thì mình thắng nước cốt dừa mình cho tí xíu muối vào để mình giữ được cái độ lâu của nước cốt dừa, nó lâu nó không có bị thiêu á. Rồi mình cho khoảng một muỗng cà phê đường vô nữa cho nó có hơi vị cái độ ngọt của nước cốt dừa. Cho khoai môn vào sôi lên thì Trang tiếp tục cho đường vào luôn để Trang trộn đều lên á. Thì nó khoai môn á, nó vừa ngọt nè, nó thấm đường, nó ngọt nè, mà lại nó hòa quyện cùng với nhau, nó rất là ngon luôn á cả nhà. Món này rất là dễ làm luôn, Trang nghĩ là bạn nào cũng biết làm món này hết, cái món này rất là dễ. Món chè khoai môn này rất là dễ làm mà ăn ngon lắm, Trang thích ăn khoai môn lắm cả nhà. Nồi chè bây giờ nó đã sến lại được rồi nè, Trang cho vài giọt vanilla vào cho nó thơm cả nhà. Mình không có lá dứa thì mình cho cái vani này đó, cái ống vani này nè, mình cho vào để cho nó tăng thêm cái mùi thơm của chè đó nè. Wow, ngon quá cả nhà ơi, nó sến kẹo lại nè, ngon quá. Cái này mình ăn với lại nước cốt dừa á, nước cốt dừa mình thắng kẹo kẹo nữa là ngon nhất nách luôn cả nhà ơi. Wow, nhìn ngon ghê luôn cả nhà. Cái món bánh khoai mì nướng và là chè khoai môn nước cốt dừa Trang đã nấu xong hết rồi. Thì bây giờ Trang chờ cho bánh khoai mì nó nguội rồi Trang cắt ra, Trang mời cả nhà thưởng thức với Trang nha. Chào cả nhà, cả nhà ơi, cái món bánh khoai mì nướng với lại chè khoai môn Trang nấu xong rồi. Bây giờ Trang mời cả nhà cùng thưởng thức với Trang nha. Mình thưởng thức coi cái cái món chè khoai môn này nó dẻo, nó ngon không, với lại cái bánh khoai mì nướng này. Trước tiên bây giờ mình ăn một tí xíu chè trước đi. Chè dẻo quá trời luôn nè cả nhà. Chè khoai môn á, khoai môn nó dẻo á, rồi cái mình nấu với nếp á, nó dẻo, nó ngon quá chừng ngon luôn á cả nhà ơi. Trang thích ăn cái khoai môn này lắm, chè khoai môn là món ruột của Trang luôn á.
ngon quá chừng ngon luôn cả nhà. Giờ Trang cho một tí xíu nước cốt dừa vô. Wow, mình cho nước cốt dừa vô nó đậm đặc. Nếu như mà cái này các bạn mà thích ăn mè hoặc là ăn đậu phộng rang giả nhuyễn cả nhà, mình cho vô cũng ngon lắm, nó ăn nó thơm thơm, nó ngon lắm. Trang thì đậu phộng Trang mà nhai vô là Trang bị ho nên Trang không có thích ăn cái đậu phộng cho lắm. Trang mời cả nhà nha, mời cả nhà dùng với Trang miếng chè nè. Mình thử một miếng chè coi ngon không cả nhà. Con cũng ăn nữa hả? Nè mẹ cho con trước miếng nè, con ăn được không? Dẻo quá à. Dẻo quá, con ăn con bị dính răng đó. Nè, ăn thử đi. Em cũng xin ăn nữa cả nhà ơi. Cưng quá. Các bạn mồm nó dẻo thiệt là dẻo luôn á. Cộng thêm với lại nước dừa nó béo quá cả nhà. Mình nấu thì cái độ ngọt của nó vừa ăn nó ngon quá. Em ăn chè ăn cả nhà ơi. Nó vừa ăn dữ lắm luôn á cả nhà. Cái độ ngọt của nó vừa phải, cộng thêm nước cốt dừa nó béo béo. Khoai môn thì nó vừa dẻo mà lại nó có độ béo của khoai môn á cả nhà, ngon quá. Ngon không? Mình cho con miếng nè. Ngon quá. Mình ăn chè ngọt, uống vô miếng mứt dâu nó chua chua, nó lạnh nó chua chua, ngon lắm cả nhà. Rồi bây giờ Trang thử lấy một cái miếng bánh này nè, Trang mời cả nhà dùng với Trang. Wow, cái bánh này nó dẻo thiệt là dẻo luôn á cả nhà ơi. Cả nhà xem coi nè, cái độ dẻo của nó nè, ngon lắm luôn á. Trang mời cả nhà nha, mời cả nhà dùng với Trang nè. Cho em miếng. Nó dẻo nó ngon. Lâu lâu á cái cả nhà muốn ăn vậy nè, nướng lên rồi cắt ra miếng miếng giống Trang vậy nè. Miếng cỡ này nè, một miếng mình vừa ăn nè nha. Mình ráp lại, mình lấy cái miếng ráp á, mình ráp qua lại từ miếng nè, cho vào tủ lạnh ngăn đá để khi nào muốn ăn á cả nhà bỏ vô lò vi sóng, quay lại khoảng 1 phút rưỡi nó nóng lại y như mới luôn, ngon lắm cả nhà. Ở bên Nhật này á, đi mua củ khoai mì này khó lắm cả nhà. Phải tới mùa á, một năm đó là có người Việt Nam á, người ta ở bên Nhật này, người ta sinh sống ở bên đây, người ta trồng á, thì vào tháng 11 á, tháng 11 là thu hoạch khoai mì này, người ta bán là đắt lắm cả nhà. Gì cũng ăn hết, thương luôn cả nhà. Ăn gì cũng ăn hết trơn á, thương quá, thương lắm luôn á. Mẹ ăn gì em cũng ăn theo hết trơn à, cưng quá à. Cả nhà coi đó, Trang ăn chè thì ăn chè, mà Trang ăn bánh khoai mì thì ăn bánh khoai mì, Trang uống nước dâu thì uống nước dâu, thương không cả nhà. Con ăn từ từ thôi, con nuốt từ từ thôi nha. Cưng quá à, giống như đứa con nít vậy đó. Mẹ ăn gì cũng bắt chước ăn theo á. Thương quá cả nhà ha. Y như đứa con nít luôn á. Mẹ ăn gì cũng bắt chước ăn theo mẹ hết trơn á. Cưng quá trời đất cưng luôn à. Tắm hoài luôn á. Thương quá cả nhà ơi, cưng quá à. Khôn lắm cả nhà. Giờ giờ con uống nước dâu với mẹ không nè. Uống miếng nước dâu nữa tráng miệng nha. Nha. Uống nước dâu này chua chua nè. Chua chua ngọt ngọt lạnh lạnh có đá nè. Quá trời cưng cả nhà ơi. Uống ực 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 luôn cả. Thương không? Trang mời cả nhà nha. Mời cả nhà uống nước dâu với Trang nè. Mình ăn cái này ngọt á, mình uống nước dâu vô chua chua á, ngon lắm cả nhà. Cả nhà ơi, cái video của Trang á bây giờ nó cũng khá là dài á. Trang xin tạm dừng video lại ở đây. Mến chúc cho cả nhà thật nhiều sức khỏe và bình an, an vui trong cuộc sống mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình video tiếp theo. Bye bye cả nhà.